Thanh Hương xin kính chào quý vị. Trong chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Khôi hôm nay thì chúng ta sẽ nói về vấn đề uống bao nhiêu sữa cho đủ hay là mình cho con em mình uống bao nhiêu sữa là đủ. Xin chào bác sĩ. Chào cô Thanh Hương và kính chào quý vị. Chắc có lẽ là mình muốn nói về sữa như thế nào đủ, nhưng mà thật ra tôi chỉ muốn nói về những cái trẻ em từ 1 tuổi cho đến tới khoảng chừng 2-3 tuổi. Vấn đề mà tôi muốn nói về cái vấn đề này đó là tại vì tôi thấy rất là nhiều bệnh nhân của tôi bị vấn đề về vấn đề uống sữa, cho con uống sữa. Tức là sau khi mà tới cái tuổi đổi sữa từ cái formula, là từ những cái sữa bột, những cái sữa formula đổi qua sữa tươi, sữa HOMO, rất là nhiều đứa nhỏ nó bị vấn đề. Rất là nhiều cha mẹ bị vấn đề về mấy đứa nhỏ. Một cái vấn đề đầu tiên đó mà thường thường cha mẹ hay tới để vấn đề là bị bón. Là tại vì cái sữa bò đó, ở trong cái sữa bò là cái sữa HOMO, hoặc là sữa HOMO đó, thường thường cái protein ở trong cái sữa nó khác đi. Thành ra khi đứa nhỏ nó đã quen uống sữa cái formula, hoặc là những đứa nhỏ nó uống sữa mẹ, đến cái tuổi khi mà đổi qua cái sữa HOMO đó, phần lớn các em đều bị bón. Thì nhưng mà là tại sao bị bón và là cái vấn đề nó như thế nào? Một cái vấn đề thường thường đó là tôi thấy các cha mẹ cho các em bú sữa quá nhiều. Rất là nhiều người cảm thấy mình nghĩ cho bú sữa nó là tốt, là tại vì sữa nó tốt. Thêm một cái nữa là rất là dễ cho cha mẹ, rất là dễ cho những cái người mà coi các trẻ em. Là nếu mà đặc biệt nếu quý vị đưa các em đi daycare, hoặc các em quý vị gửi các em, nếu các em khóc, thường thường rất là dễ dàng đưa cho các em một cái bình, rồi các em nằm đó, các em bú và các em ngủ thì rất là thoải mái, rất là dễ. Trong khi nếu mà bắt các em uống trong một cái ly, trở thành nó khó hơn rất là nhiều. Và nó khó hơn trong cái xã hội mà tất cả mọi người đều bận rộn, cần phải làm việc, cần thì giờ, thì phần lớn là cho bú sữa. Thêm nữa đó là các em hay bú sữa vào ban đêm. Rất là nhiều em bú sữa ban đêm, buổi tối các cháu khóc, rất là dễ dàng đưa cho các cháu một bình sữa và các cháu bú, các cháu ngủ 4-5 tiếng đồng hồ sau, cháu khóc lên, đưa một bình sữa và các cháu ngủ thì cha mẹ cũng ngủ rất là khỏe. Một cái vấn đề thường thường xảy ra đó là những cái cháu mà bú sữa vào ban đêm đó rất là dễ bị hư răng, rất là dễ bị hư răng. Và có một số các em khi uống sữa nhiều thì các em mập, một số em uống sữa nhiều thì các em ốm, và phần lớn các em uống sữa nhiều thì các em bị thiếu máu. Nguyên nhân tại sao nhiều là như thế nào và là không nhiều thế nào? Thì nhiều đó là cái gì mà trên 24 ounce là nhiều. 24 ounce có nghĩa là 3 chai đó. 3 chai. Nếu mà 3 chai sữa trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà nếu uống trên 24 ounce là nhiều. Thường thường tôi thì đề nghị các bà mẹ đó nên cho các em bú khoảng chừng 16 hoặc 18 ounce, có nghĩa là 2 bình sữa cho 24 tiếng đồng hồ. Cái đó là từ 12 giờ đêm ngày hôm nay cho đến 12 giờ đêm ngày hôm sau, là 24 tiếng đồng hồ, có nghĩa là chỉ 18 ounce thôi. Có nghĩa là 2 bình rưỡi chút xíu. Thì là tại vì mình không muốn các em bú vào ban đêm. Các em, các cháu nào bú vào ban đêm thì mình tìm cách để mình ngừng cái chuyện bú vào ban đêm. Thật ra các em, các cháu không có cần sữa vào ban đêm, không cần đồ ăn vào ban đêm chút xíu nào hết. Nếu mà mình cho uống sữa nhiều quá đó thì thường thường tại vì ở trong sữa đó có calcium nhiều, có vitamin D, cái calorie của trong sữa đó, cái lượng calorie rất là cao. Thành ra khi mà mình cho bú nhiều đó, thường thường các em sẽ mập ra. Nhưng mà cái mập của các em không có phải là cái mập tốt. Có một số em sau khi uống sữa một thời gian uống nhiều quá đó thì không muốn ăn gì nữa hết. Thì không muốn ăn gì nữa hết thì là sẽ làm cho nó xuống ký và không lên ký được. Nếu các em uống sữa nhiều quá đó thì tại vì không ăn được. Ăn đó là mình có những cái đồ ăn, những thịt, những trứng gà, rau cỏ, cơm,
Tức là tất cả những cái chất bổ đó thì khi các em uống sữa nhiều các em sẽ không thiếu chất bổ, và đặc biệt là thiếu chất sắt rất là trầm trọng. Tôi có những cái người bệnh nhân mà thiếu chất sắt rất trầm trọng là chỉ vì uống sữa hơi nhiều. Thành ra một cái cách để mình làm là thường thường tới, nếu mà được thì tới 1 tuổi thì quý vị nên tập cho các em thay vì bú nên tập qua cho uống bằng ly. Đặc biệt là tới khi mà 18 tháng đó thì gần như tất cả các em nên đổi qua cái ly. Có những cái ly bây giờ quý vị thấy là đi ra ngoài mua thì có những cái ly mà có những cái nắp và rất là dễ thương, thì mình nên đổi các em, các cháu qua ly. Cứ mỗi cái bữa ăn đó, bữa ăn sáng, bữa ăn trưa và bữa ăn tối, thì cứ mỗi bữa ăn như vậy thì mình uống 1 ly sữa. Và cái quan trọng hàng đầu là quý vị bây giờ phải nhớ cái sữa đó đối với những cái em sau 1 tuổi đó không còn là món ăn chính nữa, mà sữa nó là chỉ là một cái lối thức uống như mình uống nước. Tất cả những cái quý vị, cô Hương, tôi, tất cả quý vị, không có người nào mà mình dùng nước đó là cái món ăn chính của mình hết. Bằng thường là mình ăn và mình uống nước thêm. Thì bây giờ đối với các em sau 1 tuổi đó thì sữa chỉ là một cái lối uống chứ không có phải là một cái thức ăn chính của các em. Dạ vâng. Như vậy đối với những mà đứa bé mà bị cho uống hay là được uống nhiều sữa quá, thì như bác sĩ hồi nãy vừa nói là bị thiếu máu anemic hay là bị thiếu chất sắt. Dạ vâng. Làm sao mà mình có thể nhận ra được những cái triệu chứng như vậy trong trẻ em, và những cái triệu chứng đó nó có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của những đứa bé thưa bác sĩ? Cái thiếu chất sắt là một cái bệnh rất là nghiêm trọng, là tại vì cái lượng máu của đứa nhỏ thường thường là nó sẽ càng ngày nó càng thấp đi. Các em sẽ mệt hơn. Thường thường khi các em chơi, các em trước đó các em vẫn chơi, các em chạy chơi thì tự nhiên các em than mệt. Chiều tự nhiên người nó mệt đi hẳn. Nếu quý vị nhìn thì thấy cái mặt nó xanh hơn. Không phải là xanh hơn mà quý vị thấy nó trắng hơn, và trắng hơn rất là bình thường. Có nhiều em bị xỉu, có một số em bị xỉu. Là tại vì cái lượng hemoglobin, là cái lượng máu ở trong người á, nó càng ngày nó càng thấp đi, là tại vì chất sắt là một cái chất mà làm cho lượng máu cho con người nó phát triển và hoạt động. Khi mà chất sắt của mình nó thấp đó thì cái lượng máu của mình nó bị thấp đi, thì khi lượng thấp đi đó thì nó sẽ không có đưa được những cái chất bổ, nó không đưa được oxygen, nó không đưa được dưỡng khí đi lên trên não, nó không đưa đi vào những cái bộ phận khác để làm việc. Thành ra khi mà mình bị thiếu máu là một cái bệnh tương đối trầm trọng cho các em. Thì cái cách để mình ngừa cái đó là bớt sữa. Bớt sữa cho các em. Và tại vì cái một trong những cái bệnh mà thông thường, những cái nguyên nhân mà thông thường cho cái bệnh thiếu máu mà thiếu chất sắt của các em từ 1 tới 3 tuổi đó là uống sữa hơi nhiều. Và dĩ nhiên thì quý vị cần phải đưa em đi để gặp bác sĩ hỏi thêm về những cái vấn đề này. Tại vì không có phải những em nào mà bị thiếu máu đều là tại vì uống sữa hết. Tại vì có những cái chuyện khác nó có thể là nó xảy ra. Thành ra nên gặp bác sĩ để mà bàn với bác sĩ về cái vấn đề mà sữa của các em. Nếu quý vị nào đang có các em bây giờ đang uống sữa nhiều và quý vị muốn ngừng thì quý vị rất là nên nói chuyện với bác sĩ về vấn đề này, là tại vì rất là khó, không có dễ chút xíu nào hết. Nếu mà các em đang uống sữa vào buổi tối 2-3 bình mà quý vị cắt hoàn toàn liền, rất là khó, tại vì các em sẽ làm rất là dữ, các em sẽ đòi hỏi, các em sẽ rất là khó. Thành ra nên bàn với bác sĩ của mình cái cách nào là cách hay nhất để mà ngừng sữa cho các em. Và những quý vị nào mà có em, các cháu mà đang bị vấn đề này thì phải làm cho các em ăn nhiều hơn. Thì mình phải ăn thịt nhiều hơn, ăn trứng gà rất là tốt, thì cần phải cho các em ăn nhiều hơn thì nó sẽ đỡ hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thì trước khi mà chấm dứt chương trình thì không biết bác sĩ còn lời gì muốn chia sẻ cùng quý vị để mà giúp các bà mẹ trẻ làm sao mà có thể bớt đi cho con em mình uống sữa. Tại nhiều khi uống sữa thì như bác sĩ nói là rất là dễ để mà cho các em nín khóc. Thì chỉ có cái cách tôi nghĩ là hay nhất đó, để mình phải bắt đầu ngay từ đầu thôi. Hy vọng là các em sau khi mà qua cái tuổi 4 tháng đó tới 6 tháng đó, thì nếu mà mình có thể được thì ngừng cho các cháu, các em
bú sữa vào ban đêm. Tại vì thường thường qua khoảng 8 tuần, khi đứa nhỏ nó qua khoảng 2 tháng đó, thì mấy đứa nhỏ thường thường không cần bú sữa vào ban đêm nữa. Thành ra nếu mà mình có thể, nếu mà các cháu, các em mà có khóc vào ban đêm thì đừng có cho bú. Nếu cái tuổi mà rất là trẻ, thì khi mà mình khi các cháu nó quen được cái chuyện đó, thường thường khi các cháu lớn hơn thì các cháu sẽ bớt được cái đòi hỏi vào sữa vào ban đêm. Và chuyện thứ hai nữa đó, qua khỏi cái tuổi 1 tuổi đó, thì quý vị rất là nên tập cho các cháu đổi qua ly thay vì là bú bằng bịch. Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Dạ, xin cảm ơn quý vị.